can't get it in my head how bitch can walk the street every night. I mean, even in the rain. And take a chance on maybe getting robbed or sent to jail. Then she gets all that money and then she takes it and gives it to some dude. I mean, I just can't figure that shit out. Damn, strong. Yeah. Why are you talking to me? I'm talking to the other guy. Hỏi tao. Bất cứ câu hỏi nào. Yeah. You know what I'm saying? Và nếu như mày hỏi tao về quyền lực from the dollar sign, nó có thể chia hình chữ S này ra làm hai, chia bằng hai đường line, thao túng niềm tin của mày về việc đâu là đúng và còn đâu là sai. Ba tao nói mày đủ lớn rồi Vinh. Yeah, you better pick your side. Yeah, go on live your life, nobody gonna do it. Cuộc đời này mỗi người đóng một vai. Yeah, you better not screw it. This bitch got me cast a vibe, but not only in music, đôi khi nó ở những tầng trạng thái. Yeah, chiller than the trillest. Còn nếu mày hỏi tao tại sao tên rap của tao có chữ trill đứng đầu, tao chỉ có thể trả lời ngắn gọn với mày là tao để vậy cho nó ngầu. Nghe nhạc của tao mày còn đéo thấy được đâu là rap, còn đâu là freestyle. Đôi khi nó không có cố định, nó đứng giữa sự lạc quan và sự PR. Bitch, để cho con biết trống vì tao đã quen với emptiness. Nhắm cặp mắt nhìn vào hố đen vì tao đã quen với emptiness. Lock myself up in watch's room cause I get used to emptiness. Tụi mày chưa bao giờ nằm trong mắt tao cause it is the emptiest. Không lẽ cứ tiếp tục mà châm biếm dù biết bộ não nó full of shit. Tụi nó dùng tiền để lắp chỗ trống vì muốn bên trong nó full of shit. Âm nhạc của mày không hề xáo rộng but you know that it's full of shit. Xã hội rác rưởi nó bốc rác người, that's how fulfill that full of shit. Bitch, you're bad, you can see me in the dark, cause I'm the blackest in the black. Got two drums down on the floor, that's when I found the wackest in the whack. Coin drum sound is father or son, no matter what, they still become the body bag. Man, good sound, bad sound, they all die, live with the emptiness. Tao sẽ hustle, cho đến lúc tụi nó hỏi man, are you hiring? Không gật đầu, nhưng mà nếu như mày chịu được những lời đai nghiến. Còn nếu mày hỏi tao vì quyền lực có đôi lời sai, thì trên đôi vai này nó vẫn là the heaviness. Còn sâu trong thâm tâm tao thì it's just a piece of shit. Thank you.